Vì sao mình gọi cái này là cái cửa? Vì mình có thể mở nó ra và mình có thể đóng nó lại theo ý mình muốn. Nhưng khi mà mình không thể mở nó ra được nữa thì nó không thể gọi là cái cửa nữa, mà nó gọi là cái gì? Nó gọi là cái này nè, là cái tường. Khi một cái gì đó mà trở thành cái bức tường thì lúc đó mình là tù nhân ở trong đó. Dù cái thứ đó nó hấp dẫn tuyệt vời, thỏa mãn mình bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng khi mình muốn có tự do từ những thứ đó mà không được thì mình cũng rất là đau khổ. Cho nên mình khổ không phải là bởi vì mình không có thỏa mãn, mình không có bình yên, mình không có được hạnh phúc, mà bởi vì cái lúc mà mình cần có tự do mình không có được. Mình bị rào cản bởi chính cái thứ mà mình trước đó đóng nó lại. Cho nên đừng vội tạo ra những cái bức tường, bởi vì sau này mình sẽ hối hận. Hãy tạo ra những cánh cửa để khi cần á, mình có thể mở nó ra. Vậy cái mình cần thực sự cuối cùng của kiếp nhân sinh đó là tự do của mỗi người. Ami Đà Phật.